Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà. Bữa nay là Mr. Trường làm tài xế nha. Bữa nay có ông Trường làm tài xế nha cả nhà. Bữa nay là ông Trường làm tài xế nè. Bữa nay là hai ông có hẹn găng. Bữa nay là ông Trường có hẹn găng, rồi hẹn găng cho ông Danh luôn. Mà nói giờ không có biết nhất chỗ nào, tôi cho bác sĩ bữa nay kêu nhổ hết hàm ông Danh. Nhớ găng mà không biết nhớ găng chỗ nào, cho nên là thằng lấy hẹn được cho hai ông một lượt luôn để khỏi có đi lắc nhắc đó quý vị. Thì bữa nay là đi răng, cho nên là ông Trương lái xe, nói ông Danh bữa nay xuống đài đi để cho ông Trương lái rồi sao. Tôi chưa có ngồi cho ông Trương lái, lấy xe ơ phải không phải luôn lái xe rồi cũng ngon lành lắm ha quý vị. Ngon lành, ông Trương là ai cũng thương, nói ông Trương là ta thật thà, phải không? Người ta có chơi cái đó ta mới làm cầu thì bây giờ ta chịu, ta có chơi ta thật thà, phải thật thà mới thương đó nghe ông Danh. Phải thật thà đó nha. Ở ga phía quay đây mà lỡ rồi thôi chạy qua Capital luôn đi, ga phía quay heo dơ hồi nãy thì lấy đi thẳng đó. Có chơi là người ta có chịu, còn người ta đứng lên người ta làm lại cuộc đời đâu có gì đâu muộn đâu. Đó, được mọi người thương nữa. Cho nên là phải thật thà nghe Danh, thật thà đó Danh ơi. Ừ, Danh là phải thật thà mới được nha. Thì Trương là thật thà còn gì nữa, người ta có chơi người ta có chịu, xong rồi người ta làm lại mà vậy mà mọi người mấy lời ngưỡng mộ. Chứ có chơi mà miệng lẻo 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 là người ta không có ngưỡng mộ đó, biết chưa? Trương được nhiều người ngưỡng mộ lắm. Hằng cũng ngưỡng mộ á. Thiệt, tại ổng rất là thiệt thà, Hằng rất là thích cái tánh như vậy đó. Ổng có chơi, ổng mới như vậy. Rồi xong rồi ổng đứng dậy như vậy đó mới là tốt đó. Đừng có chơi, đừng có chối đó. Cho nên giờ người ta phong độ ngon lành, thấy chưa? Thấy chưa? Cái số hết nghiệp đó. Giờ ngon lành vậy là vui rồi nè. Cái số hết nghiệp, hết cái nghiệp. Giống như cái nghiệp của ổng kiếp trước phải gánh như vậy đó, gánh ở gầm cầu xó chợ rồi mười mấy năm trời, rồi bây giờ là cái nghiệp đó hết rồi, thấy ngon lành không? Nhìn cái tướng tá phong độ đẹp trai ngon lành, trời chạy đại anh Trương, cái này là mình khỏi cần chờ đó. Mình giữ lên này luôn. Chạy xe cũng nhát. Cái lên này là mình khỏi cần chờ, mình được quyền nhanh mình đi ra đó, là nó ở dưới lên nó nhường đó, chạy xe được cũng nhát. Cái vụ xích beo nè đó, sẵn ở đây là Hằng sẽ trả lời, tại Hằng thấy rất là nhiều lần quý vị cứ comment là Hằng lên xe không xích beo. Ở Mỹ quý vị lên xe là phải xích beo, cho dù mà không có cảnh sát đi chăng nữa, nhưng đó là một cái thói quen ở nước Mỹ, ai bước lên xe phải xích beo. Và khi quý vị thấy cái Hằng không có cái beo là quý vị biết sao, đang cột ở đây nhưng nó chón chón cái tay, Hằng đang quay phim Hằng hay kéo nó xuống, nhưng vẫn là xích beo. Hằng gõ cho quý vị coi nha, vẫn là xích beo như vậy nha. Còn nói mà lên xe ở Mỹ mà không có xích beo là cái sai luật, quen cái thói tự nhiên, nhưng ở Mỹ phải xích beo, không xích beo cảnh sát nó phạt chết. Và theo cái thói quen tự nhiên ai lên xe cũng đều phải xích beo, cho dù ngồi đằng sau, Hằng đều nhắc nhở mấy anh em phải xích beo ha. Đó, nếu mà không là bị phạt tới mấy trăm lận á, trên xe không xích beo á. Đấy, cái cổng xích beo nó vẫn nằm đây quý vị, nhưng đôi khi Hằng bỏ nó xuống vậy. Thì Hằng quay phim có cái khúc trên thì nhiều người thấy là nó Hằng không có xích beo, nhưng ở Mỹ không xích beo là không có bình thường. Cho nên Hằng trả lời Hằng và Hằng cho coi gõ luôn cái sợi dây xích beo nó như thế này đó nè, như thế này. Mà khi Hằng quay phim nó chón cái tay, Hằng bỏ nó xuống rồi Hằng quay khúc trên, quý vị thấy giống như Hằng không có xích beo không? Đó. Cho nên là Hằng cảm ơn những cái comment đã nhắc nhở Hằng khi xích beo, nhưng mà cái luật lệ ở Mỹ là lên xe phải xích beo. Và nếu như cái thói quen mà mình nói mình sợ cảnh sát không có thấy đi chăng nữa, nhưng cái thói quen không thể quên, ai lên xe cũng xích beo. Và cái người mà thường nhắc nhở xích beo của mấy anh ở phía sau á, tại phía trước là chắc chắn phải xích beo, còn nhắc nhở phía sau là khi Hằng lên Hằng nhìn ai phía sau chưa xích beo là nhắc xích beo.
Mà với lại chiếc xe nha, bây giờ Hằng thử rồi ra qua, ra thì quay qua đằng trước, qua khỏi cái đèn xanh đỏ mới ra thì quay. Hằng nói nè, rồi Hằng gỡ thử cái dây xích beo cho quý vị coi nha, ở đằng trước nha, nó kêu nè, nó nhắc nhở xích beo, chút nữa nó kêu cho quý vị coi. Cái xe, những cái xe ở Mỹ mà cái xe nó có hiện đại á, là khi quý vị lên xe mà quý vị không xích beo nó kêu. Ở đằng sau cũng vậy, chỉ cần mở ra 5 giây, 10 giây thôi là nó kêu tăng 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 tăng, nó kêu mình phải xích beo. À, cho nên là đó, anh Danh vừa mở ra nó cũng kêu đúng không? Đó. Cái đèn nó báo. Cái đèn báo rồi nó kêu nữa. Cái đèn nó báo trước nhưng mà trước nó sẽ kêu. Cho nên là không thể không xích beo đó. Rồi ra đây luôn. Cho nên là thấy không quý vị? Hằng bỏ cái cọng dây xuống đây, bỏ dây xuống đây nhưng mà nó là xích beo đó. Thì quý vị vẫn thấy là nghĩ là Hằng không có xích beo, thấy không? Tưởng là Hằng không có xích beo. Đó, cho nên là cái thói quen ai cũng xích beo hết á. Không, tại vì Hằng có về Việt Nam Hằng thấy là lên xe hơi không có ai xích beo hết á. Hằng mới hỏi ủa sao không có xích beo. Thì mọi người nó không có cần khi thấy cảnh sát á. Còn ở bên Mỹ không phải khi thấy cảnh sát đâu, mà mình làm cái điều đó là an toàn cho mình. Mình giữ an toàn cho mình chứ không phải là an toàn cho ai hết. Cho nên lên xe là phải xích beo. Ok. Đó, bây giờ Hằng bỏ ra giống như không có rồi nha. Rồi đi vô bác sĩ. Cho hai cha đi bác sĩ. Đó. Này có hai cha. Rồi gọi trái. Rồi mở cửa. Mở cửa đây nè anh chưa. Ừ. Mở đi, kéo. Rồi đi vô đi. Đi vô đi. Biết hết trơn. Khỏi cần giới thiệu đâu. Khỏi cần giới thiệu vô biết liền hay sao? Rồi anh Giang làm cái này ha. Ở đây có ghi mấy cái highlight dành riêng tên Easy Show, Kitchen, Cuối Trang Duy. Anh điền tên luôn. Hello, hello. Lúc nào Hằng cũng quay cái số phone nha, cho nên là khi quý vị xem thì nhớ xem số phone là Hằng có quay, cho nên là đôi khi nhắn tin hỏi Hằng không có trả lời được nha. Đây là số điện thoại của văn phòng bác sĩ Tuấn nha, mà Hằng hay chở mấy anh em tới đây làm nè. Đây là số điện thoại văn phòng bác sĩ Tuấn, nếu mà ai có muốn tham khảo gì thì gọi tới đây. Ok. Không, mới đi lần đầu cho nên điền hơi bị lâu ha. Điền hơi bị nhiều câu hỏi ha. Mày mới tới đây lần đầu cái điền đầy đủ thông tin cho nên rất là nhiều câu hỏi vô. Nó còn có cái này luôn, cái này đó. Nó nằm dưới này.
à. Hả? Đúng không? Sợ. Sợ gì sợ? Đàn ông vô phòng găng làm gì sợ? Hả? Làm gì sợ? Tại cây kim. Đi khám răng thôi mà làm gì tại cây kim? Trời ơi, đàn ông gì mà sợ đi khám răng trời anh Danh. Hả? Vậy rồi sao bảo vệ phụ nữ của anh đây? Hả? Ờ, phải không anh chưa? Cái kim thôi. Cái cầm cái kim dài con. Thì làm gì người ta mới cầm kim chết khi nhổ răng được. Hay là cái gì thôi, còn liên răng đâu có chết đâu. Nếu như liên răng rồi đâu có chết. Thôi sợ cây kim mà mai đi chích mũi thứ tư. Bây giờ chưa, chích mũi thứ ba thôi đó mà đã tứ luôn tổ ông. Chuỗi thứ tư hết biết người ta luôn. Ông chưa, nói ông Danh mà chích mũi thứ tư là ông Danh không biết người ta luôn. Mùi năm tới rồi ta cũng đi cái chích mũi thứ tư. Mũi cuối cùng chích đi rồi. Bây giờ cái lạnh đó thì không sợ mà đi chích mũi thứ tư làm gì? Cái con 19 nó cảm lạnh nên nó còn chết nữa chứ ở đó mà con cô kích nó hết rồi. Người ta chích cúm á, mùa này ai cũng đi chích cúm rồi chứ đâu có chích cô kích nữa đâu. Mỹ tới giờ chưa chích mũi nào. Chị ơi, hôm qua chẳng có chỗ đó, mỗi anh cho chị Cung với lại cha. Mùa cúm tới, mùa đây mùa lạnh, mùa cúm á, cho nên ai cũng chích cúm. Ai mà chích sẽ chích mỗi năm. Người ta chích cô hết mà nghỉ rồi. Nhận ông Danh vô trước phải không? Danh vô trước. Hồi xưa ăn chút mà đang đá với lại là cái chim này. Danh mê lắm đúng không? Không, thích coi chứ nào. Coi football phải không? Mê lắm football đúng không? Mê nhiều đi, chết nhiều. Rồi giờ đi vô. Em giờ cho mấy thư Danh đi vô bác sĩ. Chưa có phòng. Anh vô đây đó, dính người đẹp rồi. Dính người đẹp rồi. Này con của chị. Đừng quay chị. Đẹp mà. Ủa bên này sao nhon vậy? Thiệt. Nhon. Nhon 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 đó. Mà tóc đẹp nữa. Thiệt tóc đẹp. Mà đẹp. Không có đẹp. Đâu mà đẹp dưới trời. Nghe dáng em lội suối nhiều quá. Bây giờ lội nhiều quá cái bắp đùi nó bự ra, chị nó nở ra cái có cái eo. Không, cái đó đi bộ nhiều nó vậy chị. Rồi, nhã ra được rồi đó anh. Nãy thằng nói không dặn ông nuốt luôn chứ. Anh tên là anh Danh. Rồi, cái răng nào anh đau? Tên này cái thứ hai. Tên dạ. Rồi bây giờ em chụp tấm hình như đó cái nha. Chúng ta chụp tấm hình cho bác sĩ ha, tại anh đang có cái răng đau quá. Tại chỉ có cái đó thôi anh Danh. Rồi cái thứ hai. Phải nhớ kỹ cây nào nghe cho ta chụp đúng nha. Cây thứ hai. Giá tay rồi luôn luôn. Như bé vậy, không biết cây răng nào đau. Nghe đau mà không biết cây răng nào đau trời. Răng mà đau thì khi nó đau tùm lum mình không có xác định chính xác. Cái đó là bình thường. Cứ biết cái khu vực đó thôi mà chưa chính xác. Mà cái này run run thì chắc biết rồi. Rồi mở miệng nha, mở miệng nha. Rồi cắn lại nha. Rồi, cúi xuống mẹ chút xíu, cúi xuống chút xíu, đúng rồi. Rồi,
đi chụp chụp tấm hình. Ồ, xong như tới đây nhìn thấy. Ồ, sâu ăn á hả? Dạ. Wow. Cái chấm chấm cục chì không chị? Dạ, cái đó là chấm chì đó, lúc trước mình chấm rồi đó anh. Dạ. Ăn vô tới tỷ rồi mới đau đó ha. Ừ. Bác sĩ Thắng sẽ vô xem cho anh nha. Bữa nay bác sĩ Thắng dạ. coi hả? Dạ. Không có bác sĩ Tấn hả? Bác sĩ Tấn cũng có, nhưng bác sĩ Tấn bên kia. À, bác sĩ Tấn coi người khác. Bác sĩ Thắng luôn. Dạ, dạ. Có bác sĩ Thắng à hả? Dạ. À, bác sĩ Thắng mới hả? Bác sĩ Thắng, dạ, cũng... Chú anh uống mắt, có việc... Nếu bạn cô ăn đồ nóng thì có bị sensitive không chứ? Ờ, còn. Tại vì thực ra là cái cavity của mình là nó đã vô luôn cả cái khúc của răng rồi. Dạ, thì cái này bây giờ con sẽ khích đầu lớp thôi, nhưng mà most likely là cái này sẽ cần root canal. Dạ. Root canal. Dạ phải. Tại vì thường nếu mà nó không còn nằm ở ngoài này thì mình có thể cứu được mọi người vô trong này luôn. Dạ. Root canal. Dạ. Lấy cái tỷ ra. Lấy tỷ ra. Lấy tỷ ra. Ủa cần bớt không? Lấy tỷ ra có nghĩa là chám, không có cần nhổ răng á. Lấy tỷ ra. Ông không hiểu. Mình sẽ clean hết mấy cái canal này, mình clean luôn cái sâu và sau đó mình sẽ bỏ đồ vô. Yeah. Sau đó mình sẽ gắn cái crown lên. Sao? Nghe tiếng nha. Để đợi con sẽ cầu lúc. Hiểu chưa anh Danh? Hiểu chưa? Nhưng mà bứt luôn sao? Dạ. Bứt luôn lại gì? À, là ổng nói nhổ luôn á em. À. Bứt luôn đó, bứt luôn thì chú sẽ mất cái răng ra trời. À. Thì chú là không có muốn bị xuống răng. À. Bây giờ nè, ở đây là nãy giờ bác sĩ tư vấn nè. Giống như là rút canal là lấy cái tủy ra xong người ta mới chám cái răng nó lại thì nó lấy cái tủy xong nó không có nhức nữa. Chứ không cần nhổ cái răng. Nhổ là mất cái răng. Dạ phải. À đó, ổng không hiểu đó, phải giải thích tiếng Việt từ từ. Rút canal là lấy tủy răng đó thì thường á con nghĩa vậy, lấy tủy răng và mình nhắm cái crown lên thì có thể mình được thêm 10 15 năm này chứ. Nhưng mà kiểu bây giờ mà chú mở ra thì cái option mình khác đó là làm implant. Dạ, chỉ nhận thôi. Rồi, để con ra thích thử lúc nha. Cô tỉnh á. Cái này chắc cũng có thể nên rồi, không biết chán. Ờ, nhưng mà... Anh nói là nó rung rinh rồi, chế cho ông đi. Rung rinh là cho ông đi luôn nè, phải không? Rung rinh là cho đi luôn á. Rung rinh hả? Rung rinh thiệt hả? Ờ, nếu rung rinh thì cho đi luôn. Cho đi luôn. Ở trên X-ray một chuyện, ở phía trong một chuyện khác của mình. Bây giờ tay luôn. Rung luôn. Ông này. Ngoài dữ vậy chứ. Mốt là phải... Lấy tay rồi rung rung. Lấy tay một rồi rung 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 rung. Sao nó phải được. Bó tay chú luôn á. Không có rung lắm. Có rung không? Hơi rung. Nếu hơi rung là chân nó yếu rồi. Cái distal nó tốt xuống dưới. Đâu có rung không? Không có rung hả? Không rung gì nữa. Đầu mấy ngày trước rung. Rồi chứ rồi phải để làm nước muối vào đó. Yeah. Nước muối thần thánh. Nhậu nước muối nó bớt rung. Ghê. Ghê luôn, nước muối thần thánh. Cái này là bỏ tay ngậm là để cho chắc răng mấy răng sao thôi. Thì ra nếu mà bây giờ chưa có hai option, một á, có hai lựa chọn, một á là con nghĩ là root canal rồi làm cái crown, còn hai á là mình nhỏ ra rồi sau đó mình sẽ gắn bông vô, mình gắn xương vô rồi mình sẽ làm cái implant này. Ôi lỗ luôn chưa? Rồi có với anh chứ không muốn làm mà... Dạ. Chú này không có bảo hiểm răng. Dạ mà bất ngờ nếu mà lỗ ra luôn thì... Nhổ ra luôn á thì mình sẽ... Tới trường hả? Nói cho tôi tới Mr. Trường hả? Tới Mr. Trường rồi. Bỏ xương vô rồi. Mình thay cho chú. Cái giống như bên đây bức tường này. Bức tường là một cái năm trước bức tường cái này. Dạ. Thì đây cái vuông thì lỗ vuông được. Dạ. Dạ dạ. Dạ lại luôn được. Chám luôn được. Thì ra thì làm root canal rồi sau đó mình làm lại cái flan được. Nhưng mà cái như này nó cũng đâu có rung này đâu. Dạ,
dỗ phải làm implant là phải tốn tiền đó anh, cho anh Danh. Tốn tiền cho implant đó. Dạ chứ. Còn nếu mà anh muốn chám á, thì lấy tỉ chám á thì. Còn nếu anh nhỏ rồi để trống luôn tùy anh. Ở bên trong hả? Không phải trước cửa hả? Ok. Cái đằng này cho anh thì nó có sâu rất là bự. Cái đằng này. Cái này chám hả? 4, 5, 8, 3 cũng vậy. Chắc là mình làm cái referral của bên Android đúng không? Này nhá hả? Dạ. Hoặc là nếu mà chú thật sự chú muốn nhỏ là implant thì cái gì để con kêu chú Tuấn nói chuyện về consultation. Chị đợi xíu đi, chứ còn refer qua kia nhiều quá. Để nói chuyện với Tuấn. Tại mấy trường hợp này là khác, không phải bình thường giống như người ta có bệnh viện. Cứ để bác và chị cơ cũng được, bác sĩ Tuấn qua đây. Để họ nói chuyện ha. Dạ. Không giảng đừng nuốt nha cha. Dạ vô đây anh, vô đây. Ok, dạ. Cái này không giảng nuốt luôn bác. để nó đi ăn. Dạ, để nó cũng được. Rồi, bây giờ cái răng nào đau anh chỉ cho em chụp cái hình nha. Cái răng nào anh này đang đau đâu? Không có đau. Chỉ một răng, không đau thì mình... À, coi là làm răng lại, chồng răng. Oh. Này cho bác sĩ khám đi, chồng răng. Em coi, dạ. Còn có 3 cái thôi. Ok, còn 3 cái thì chắc em cũng phải chụp một tấm coi 3 cái này nó còn chắc không nha. Ok, em đợi chút xíu ha. Giờ da tài vô miệng còn có 3 cái răng. Da tài vô miệng còn có 3 cái răng thôi. Thấy chỗ coi chứ không có được, nó còn nhiều lắm. Bác sĩ bên kia không thiệt tấn mình cần. Cái răng đâu có rung rinh mà ổng cứ nói cái răng nó rung rinh rồi, nó rung rinh mạnh lắm. Còn chân ngỗng 3 cây. Da tại miệng ngỗng 3 cây. Chân là chồng lại. Nhổ và chồng hai hàm luôn. Có thể dưới làm implant giống như ở đây bác sĩ cũng làm cho mấy người khác vậy đó. Làm cho mấy người trước trong chương trình của Hằng cũng vậy. Cũng có implant ở dưới. Của anh Trương chắc làm vậy. Ủa hả? Cái răng ông không có ngon ghế gì. Bác sĩ nói ông tưởng tượng á. Không, không, em cầm mấy ngày trước luôn, đau lúc nào. Bác sĩ khám người ta nói không có rung ghế còn chắc lắm. Rung chút chút. Cho chị nói rung chút. Lúc mà đau á. Ừ. Cắn cũng được. Thì nó nhất. Nhất. Nhưng mà tối chị kêu giờ muốn ấm. Ngậm nước muối á. Phải bớt nhiều, không có đau. Ngậm nước muối vậy nó chắc. Giờ ngày đậm 2 lần. Nó chắc cho mấy cây răng khác nữa phải không? Đâu biết đâu, người kỳ đó. Em đậm lúc giờ đậm từ ngày chị nói về đậm tới muối chứ cái răng ấy nó bớt luôn, nó đau. Muốn uống thằng thánh quá ha. Vậy đâu đau bao tử thằng kia uống thuốc nghệ vậy uống. Có uống lúc này đâu thấy không đau nữa đúng không? Đó. Cái nói nghe lời ăn rồi được không chịu đau gì mấy thì trong đâu cũng một lần thôi cũng còn trở lại. Anh phải uống thường xuyên. Yeah. Một cũng ngày như có thể uống 2-3 lần. Mấy đông như hồi xưa đau hoài gì cũng cả tháng này cũng chưa thấy đau hoài. Thế đó, đó là nó giảm nó thì uống tiếp. Thì uống không phải đó. Là nó bớt mình uống tiếp vô. Uống khi tiếp. Nào nó hết hẳn luôn thì mình phải ngưng. Thấy ra bao tử đau bụng nữa hết nhiều. Giờ tới đau răng, hết đau bụng, tới răng, đau răng. Ông này là hơn em bé đó nha mọi người. Bữa nay lỏng dẻo, ông Thành cũng vậy không ảnh. Bữa nay tới viên A Dằn lỏng dẻo nha, A Thành. Chắc A Thành ăn cháo lộn. Thì ăn của ông Thành dám nhổ, răng ông Thành dám nhổ. Răng Thành thằng dám cột chỉ, thằng kéo. Anh bị cầm máy còn sợ. Ổng còn răng dám bất rồi có đẹp chán cũng đau rồi 40 năm rồi chắc cũng
lúc qua Mỹ 83 con mày được kẹo gì chám 40 năm tới giờ. Thì nếu mà còn tốt thì người ta lấy cái tỷ ra người ta chám lại tiếp. Chám lấy tỷ ra để hồi bác sĩ Tấn coi. Tấn đó, bên nay cho hai anh thầy nè, Niêu Bệnh Nhân nè. Cái bác nè đau quá khóc lóc á, găng đau quá khóc lóc. Còn anh này thì chồng găng anh Tấn ơi, một anh thì chồng răng, một anh thì anh Tấn khám giùm chồng răng đi, còn một anh thì khám răng không biết nhổ hay là làm sao. Chụp hình chứ, dạ rồi. Bây giờ cho từng người vô, không chứ vô hai người không chứ. Đó. Ngoài đó kêu Châu. Nhà tới anh Trương chụp hình, mình ăn ra chú này còn có ba anh. Cắm răng nó cũng kỹ lắm á anh Trường. Ở đây á, những văn phòng bác sĩ người ta làm mặc dù từ thiện chứ nhưng mà rất là kỹ cho mình luôn á nha. Dạ, giống y như là có bảo hiểm nữa trơn vậy chứ không phải là dạ. Rất là kỹ luôn. Bận lắm mà bút được hai người thì có trống chỗ nè, nghe chị Châu nói có trống chỗ, có trống chỗ là vô liền. Yeah, that's why he told me that he had to change the setting of that terrible. Vậy là bữa căn danh là nhỏ hả? Yeah. And he cannot buy different from his five individual. Đó, kịp đổi xong cái ăn cho xinh về được.
before, right now, before I, Cắt chưa, cắt mình thấy chưa? Cắt cho mẹ, cho mẹ cái lòng
Xem như là bé đang xong rồi đó. Nhưng mà mở mắt xong rồi, xong rồi. Nhỏ rồi nhanh. Gỡ, gỡ cái tròn cổ ra. Gỡ tròn cổ ra. Không ăn cay chua nóng, hiểu không? Cái chú này phải nói từ từ mới hiểu. Nói vậy không hiểu vậy. Tôi như là về húp cháo trắng đi, để chắc ăn. Tông nhau một ngày vậy hả? Ừ thì miễn sao là cái răng nó chưa có làm cho húp cháo đi. Đừng ăn đồ cay, đừng ăn chua, đừng ăn đồ nóng gì á. Nóng ăn gì? Thì ý nói là đừng có ăn cái gì mà nó nấu cháo trắng ra ăn vậy đi. Đừng ăn đồ mặn nữa, người ta mới dặn đó. Nha. Trời ơi. Chị. Rồi, bây giờ là xong rồi. Đi lên xe. Lên xe rồi. Rồi coi như là anh Trương thì bác sĩ đã khám và chụp hình lấy hình rồi. Rồi chờ xong bây giờ để bác sĩ sẽ coi hình như thế nào. Rồi mới cho một cái hẹn để tới nhổ hay là làm cái gì đó để mà trồng. Tạm thời thì khám và chụp hình. Ok rồi, lên xe, lên xe. Thấy không biết ai cho không? Ôi là trời. Có không? Ta cho không? Có gần sau nữa đấy. Thôi kệ. Trời đất ơi, có cái răng à. Ta luôn bu trong đó mà nó chạy vô mất công. Bỏ đi. Bỏ đi. Cũng như vậy lấy liền rồi lấy lần sau sẽ đi. À, rồi, ok. Chạy về. Rồi, coi như là anh Trương giờ chờ để lấy thêm bác sĩ cho thêm cái hẹn để trồng thôi đó. Để coi người ta tư vấn là nhổ luôn ba cây đó. Rồi để trồng lại cái hầm găng mới. Giống như trồng cái kiểu giống như anh Bình hoặc là chị Huyền. Có hai cái implant ở dưới để mà nó kềm á. Tại vì nguyên hàm hết á thì phải có hai cái implant ở dưới. Chứ nếu không á là gắn vô nó dễ bị ruột ra dữ lắm đó quý vị. Cho nên là anh Trương là còn ba cái đó thì chắc có thể là nhổ hết luôn. Tại vì coi hình, để bác sĩ coi hình coi còn chắc không á. Thành ở đó vô thân lại thân ngoài. Nó cứ kêu mình chỉ sao vậy, thân lét là ngược chịu. Chi vé nhiều khi cũng khùng quá ha. Chi vé nhiều khi cũng khùng thiệt đó chứ. Nên đôi khi hàng không có đi theo chi vé nữa. Chỗ này mình đi thẳng đi về đây ra Capital cũng được nè. Nếu mình đi thẳng luôn mình không đi freeway á là đi đây ra Capital luôn. Approaching a railroad crossing. Còn anh Danh là nhổ lấy ra hết nhất rồi đó. Bắt đầu là từ đây chứ lên là hết hết rồi đau rồi nha. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh Danh muốn trồng lại ha thì anh Danh trồng lại. Còn nếu không trồng thì để trống. Để trống luôn hả? Tại vì em để bác sĩ khám là tùy anh. Nếu anh muốn trồng lại implant á, là implant mấy người mà tiểu đường đó thì cái chân găng khó có thể mà khó có thể thành công cho cái implant á, mà còn nhiều người cũng thành công thì thổi thì mất găng không có ăn được, khó khăn, thấy không? Mấy năm cái chân rồi. Giờ anh mất mấy cây rồi? 2 cây. Ờ, mất hai, mới mất 2 cây thôi hả? Bên trái bên phải. Mười mấy năm chút vít cái bên trái bên phải. Cũng ăn được, còn tại dưới còn ăn được. Không tệ.
thật ra nè, Hằng cũng mất răng trên mà hồi xưa mình còn trẻ đó. Giống như mình khi cái răng mình nó hư ở bên Việt Nam ngộ lắm, hở cái nó đi nhổ mình à. Chứ không thôi mà, thí dụ như hồi xưa răng của Hằng là giống như nó bị, không biết mình sanh ra rồi cái nó cái giống như là hồi nhỏ rồi, đôi khi lúc mẹ mình mang bầu đó mà nó thiếu nhiều cái chất làm sao đó mang bầu mình đó, cho nên khi mà mình răng mình ra là mình đã bị không có tốt rồi đó. Mặc dù mình vệ sinh răng, mình chà răng vẫn bình thường nha, nhưng mà đôi khi cái men răng mình nó không được đẹp nè, rồi hay là cái răng nó bị hồi đó là tự nhiên cái nó có mấy cái đường đen ngang vậy à, ngang vậy giống như là bị sâu ăn ngang răng vậy đó, chứ không nhức không đau nha, mà nó bị đen, nó gãy ngang ngay răng cửa trước vậy nè đó. Xong cái nếu mà hồi xưa mà ở Việt Nam mà lúc đó mà nó có thời mà mài để ướp xứ đồ thì mài được, để đâu có hư gì đâu. Cái xong vậy đó, cái nhổ để trồng căn mới, nó nhổ mấy cây cái bên Việt Nam nó làm lại kiểu mà gân xứ đó mà không có đẹp. Xong bây giờ qua đây là làm lại là implant hết. Bây giờ là của Hằng ăn trước là implant, nhưng mà cái này là tạm thôi á, đang tạm nè. Hằng là tới thêm chừng 2 lần nữa là chắc xong hết rồi. Một năm mấy rồi, của năm mấy rồi. Ừ. À, cấy xương nè, khi cấy chưa xương thì chờ xương nó phát triển, xong rồi xương phát triển xong rồi mới đóng trụ implant, rồi đóng trụ implant xong rồi chờ cái trụ nó ok hết thì bác sĩ mới gắn răng. Vậy đó. Là một năm mấy rồi, một năm rưỡi rồi đó. Nó cầm ngủ việc. Da răng của Hằng là làm khoảng một năm rưỡi á. Còn là mấy cái răng trên. Răng của con em ngoài có bác sĩ tự nhiên trong một thêm cái răng bác sĩ kia vứt. Ủa mới nhổ răng mà sao nói chuyện được, nói dữ rồi còn nằm không còn lời cái miệng. Mà hiến nói là không nói và dữ lắm luôn ở nhà quý vị. Còn tay. Bây giờ trong cái nhóm của Hằng Cali á, là để coi có mấy ông thần hừ. Ông thần hừ là Thiện nè, Alex nè, ông Trương nè. Anh Thắng cũng rất là ít nói. Anh Mẫn nói mà nói vui. Cái gì đáng nói mới nói. Rồi anh Hành cũng nói vui. Còn ông này ông nói là khi ông nói mình không hiểu ông nói cái gì luôn quý vị. Ông danh đó, mình nói một câu thôi là ông diễn tưởng ra, ông nói là tao nói oh my god, tao nói cái đó không có nói.